Chào mừng các bạn nhỏ và quý phụ huynh đến với chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon của One Way Radio. Chào mừng các bạn nhỏ đang đến với chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon. Chị giáo sư rất vui được gặp lại các em trong buổi tối ngày hôm nay. Các em ơi, tối hôm qua mình đã được nghe kể về việc nàng ECT được phong làm hoàng hậu rồi, có đúng không nè? Thế nhưng chuyện nàng được phong làm hoàng hậu không chỉ đơn giản là câu chuyện của một cô gái thường dân được sắc phong làm hoàng hậu khe mạ, nhưng nó còn liên quan tới dân tộc của nàng ECT nữa đó các em. Đặc biệt là Đức Chúa Trời có kế hoạch giải cứu cho dân Israel khỏi bị sát hại thông qua hoàng hậu trẻ tuổi này đó các em. Nghe có vẻ hơi giống phim quá có phải không nè, nhưng đó là sự thật đó các em. Nào, chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện tối hôm nay để cùng khám phá ra những điều mới lạ, ý nghĩa các em nhé. Ngày xưa, sau khi ECT trở thành hoàng hậu, vua Asheru rất tôn quý Haman, một trong các cận thân của ông, và đặt ông cai quản tất cả các quan trưởng trong cung vua. Nhà vua ra lệnh cho tất cả các thần bộc của vua phải cúi lạy trước Haman. Thế nhưng Mardochê, một người Giu-đa chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời, đã không cúi lạy trước ông ta. Haman tức điên và mách lại cùng nhà vua: "Có một dân tộc tản lạc khắp đất nước của chúng ta. Họ đã không tuân theo luật pháp của nhà vua. Nếu nhà vua đồng ý thì hãy ban cho một sắc lệnh để tiêu diệt dân tộc này." Nhà vua đã nghe theo lời thỉnh cầu, có nghĩa là tất cả những người Giu-đa sẽ bị giết trong một ngày nào đó. Vua đã trao nhẫn của mình cho Haman để đóng ấn cho luật mới. Ngay sau đó, những bản chiếu chỉ được đưa đến khắp nơi trong đất nước Pherese. Rồi Haman ăn mừng bằng cách uống rượu với vua. Nhưng cả nhà vua lẫn Haman đều không biết rằng hoàng hậu ECT là người Giu-đa. Những người Giu-đa hết sức bàng hoàng khi nghe tin về luật kinh khủng này. Mardochê khóc lớn giữa thành Susa. Ông ta nói với ECT hãy đi và xin nhà vua thương xót, dù việc này có thể tổn hại đến mạng sống của cô. Ông nói rằng: "Ai mà biết được, có thể Đức Chúa Trời đã mang con đến cung điện này để làm việc này." Sau 3 ngày kiêng ăn và cầu nguyện, hoàng hậu ECT mặc triều phục đến với nhà vua. Liệu nhà vua có ban cho cô tội chết vì tự ý đến với cung vua hay không? Không, vua Asheru chào đón cô đến với ông. Thay vì đưa ra lời thỉnh cầu trực tiếp, cô chỉ mời nhà vua và Haman đến dự tiệc mà cô đã lên kế hoạch. Haman cảm thấy hân hạnh biết bao, ông đã khoe khoang điều này cùng vợ ông là Seret. Nhưng rồi ông nói rằng: "Tất cả những điều đó không làm cho tôi thấy vui, khi mà Mardochê còn không chịu cúi lạy tôi." Seret gợi ý cho ông: "Được rồi, hãy chuẩn bị một cây mộc hình cho Mardochê, và buổi sáng hôm sau xin vua để cho ông ta đóng đinh ông ấy lên trên mộc hình." Vua Asheru biết hoàng hậu có một lời cầu xin đặc biệt. Trong ngày thứ hai tại bàn tiệc, vua hỏi rằng: "Hãy nói cho ta nghe, nàng muốn xin điều gì?" ECT đáp rằng: "Tôi chỉ cầu xin ngài tha cho mạng sống của chính tôi và mạng sống của dân tộc tôi, vì chúng tôi sắp sửa bị giết bởi Haman gian ác này." Khi nhà vua nghe điều đó, ông rất nổi giận với Haman. Một trong các nô bộc của vua nói rằng Haman đã có kế hoạch treo cổ Mardochê trên cây mộc hình cao 50 thước. Nhà vua nổi cơn thịnh nộ và ra lệnh: "Hãy treo cổ Haman trên cây mộc hình đó." Vậy là Haman đã bị treo cổ trên cây mộc hình do chính tay ông làm ra. Theo Chúa vui mừng trong nguy khó, nhân từ nhịn nhục chuông tí nhu mì. Người theo Chúa quân bình tiết chế, trong mọi thú vui hay sinh hoạt
yêu thương hiền lành giống Chúa Giêsu, bình an dẫu sóng gió vây quanh. Tin lời kinh thánh thờ Chúa trung kiên, theo Ngài về đến thiên đàng. Nhân từ nhịn nhục trung tín nhu mì, người theo Chúa quân bình tiết chế trong mọi thú vui hay sinh hoạt. Yêu thương hiền lành giống Chúa Giêsu, bình an dẫu sóng gió vây quanh. Tin lời kinh thánh thờ Chúa trung kiên, theo Ngài về đến thiên đàng. Các em ơi, và bây giờ chị Giáo Sương cũng có vài câu hỏi dành cho các em trong câu chuyện ngày hôm nay đây. Các em hãy cùng trả lời để có thể nhớ được nội dung chính của câu chuyện hơn các em nhé. Câu hỏi thứ nhất đó là ai muốn tiêu diệt dân tộc Juda? Câu hỏi thứ hai đó là Isate đã giúp dân tộc của bà như thế nào? Và câu hỏi cuối cùng đó là Haman đã bị trừng phạt như thế nào? Wow, thật là tuyệt vời quá phải không các em? Hoàng hậu Isate mặc dầu trong địa vị mới, với cuộc sống sung sướng, xa hoa, nhưng nàng vẫn không quên dân tộc của mình và can đảm đem mạng sống của mình ra để bảo vệ dân tộc Juda đang bị bức hại bởi tên Haman tàn ác. Hoàng hậu đã kính sợ Đức Chúa Trời cùng với mọi người cầu nguyện cho dân tộc của mình. Và kết quả là người Juda không ai phải chết hết, còn tên Haman thì bị trừng phạt vì sự gian ác, tàn độc của ông ta. Đức Chúa Trời luôn có những kế hoạch thật tuyệt vời phải không các em? Ngài không phân biệt người nam, người nữ, người giàu sang hay hèn mọn, ai cũng có thể góp phần trong kế hoạch tốt lành của Chúa hết. Các em có muốn được góp phần trong công việc của nhà Chúa không nè? Hãy cầu nguyện với Chúa mỗi ngày để nhận biết ý muốn và sự dẫn dắt của Chúa nha các em. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình sắp hết rồi, chị Giọt Sương phải chào tạm biệt các bạn nhỏ của chị thôi. Các em có bất cứ điều gì muốn chia sẻ hay nhắn gửi với chị Giọt Sương thì hãy nhờ ba mẹ gửi về cho chị thông qua website, app hoặc là fanpage của Quanh Quay Media các em nhé. Chị Giọt Sương rất là vui khi nhận được những phản hồi từ các em đó. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và chúc các em ngủ ngon. Jesus, you and me.